bạn, mình là Nhã Quyên, mình đến từ Baby Channel và ngày hôm nay Quyên sẽ chia sẻ với các bạn một kiến thức vô cùng giá trị, đó chính là cách để làm việc hiệu quả. Thì đầu tiên để làm việc hiệu quả thì chúng ta cần phải hết mình vì đồng nghiệp, cống hiến cho thế giới, cho bạn bè, đồng nghiệp là điều xuất phát từ cái tâm tốt đẹp. Hơn nữa là thông qua những hành động như vậy thì cái tâm của con người sẽ càng trở nên đẹp đẽ và trong sáng. Hay nói cách khác là đây là hành vi vô cùng quan trọng để hoàn thiện nhân cách của bản thân. Điều này chính là hành vi đem lại lợi ích cho người khác, rất được coi trọng. Tiếp theo là cần phải xây dựng lòng tin. Dù là mối quan hệ giữa cấp trên hay cấp dưới, nếu dựa trên cơ sở lòng tin thì cả hai đều có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, và nhờ đó mọi vấn đề đều trở nên minh bạch và công việc sẽ vận hành suôn sẻ. Để tạo được lòng tin như thế thì hàng ngày chúng ta cần phải cùng nhau nỗ lực để xây dựng sự kết nối giữa trái tim mọi người. Tiếp theo là để tăng cường mối quan hệ giữa nhân viên, việc đầu tiên là phải biết về nhau. Vậy làm thế nào để tăng cường mối quan hệ giữa nhân viên với nhau? Họ cần có sự hiểu biết lẫn nhau, đó là điều đầu tiên, cũng là cuối cùng. Cấp trên và cấp dưới có hiểu gì về nhau hay không? Đây chính là nền tảng của việc xây dựng lòng tin. Lòng tin ở đây không phải là thứ được xây dựng dựa trên lời hứa hay là sự cam kết, mà nền tảng của lòng tin là những điều đơn giản. Tất nhiên, đó cũng là mối quan hệ có sự tôn trọng lẫn nhau. Trong một công ty thì hiểu biết lẫn nhau chính là điểm xuất phát, cũng chính là điểm cuối cùng của lòng tin. Tất cả chỉ cần có như vậy thôi, và để làm được như vậy thì đây là điều vô cùng quan trọng. Tiếp theo chính là quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo. Ví dụ như là khi sản xuất gốm, đầu tiên sẽ phải dựa trên một vài nguyên liệu với nhau, kết hợp với nhau, sau đó là đến bước tạo hình, rồi là nung sản phẩm ở nhiệt độ cao. Tiếp theo là sản phẩm sau khi đã được nung sẽ được làm bóng và tráng men bề mặt. Thì để tạo được một cái sản phẩm hoàn chỉnh như vậy thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn và tốn rất là nhiều thời gian. Nếu chỉ một trong số những cái công đoạn đó mà thất bại thì tất cả công sức là sẽ phải bỏ đi. Thì tất cả các chi phí về nguyên liệu, về điện, tiền điện, gia công và những cái khoản khác thì đều uổng phí. Hay nói cách khác là trong tất cả các công đoạn thì một sai sót dù là nhỏ thôi, chỉ là 0.1% thì cũng sẽ khiến tất cả các công sức mà chúng ta bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Đây chính là kinh nghiệm mà những người sản xuất đã trải qua từ trước đến nay chia sẻ. Và chúng ta cần phải hướng tới sự hoàn hảo đến mức lý tưởng, triệt để thực hiện cái chủ nghĩa hoàn hảo, như thế là không có cái giây phút nào mà bạn ngừng nghĩ tới nó. Thì đó chính là thế giới của sản xuất và chế tạo sản phẩm. Thì tiếp theo mà để có một cái công việc hiệu quả thì chúng ta không được chấp nhận việc dùng cục tẩy để xóa đi sai sót. Có những cái thứ mà không thể dùng cục tẩy để xóa đi được, và đối với tất cả công việc hàng ngày chúng ta phải tiến hành nó như thể là chỉ có một lỗi rất nhỏ thôi, nhưng mà có thể khiến mọi việc đi theo chiều hướng xấu và không thể kiểm soát được. Do đó cách nghĩ con số cuối cùng đúng là được thì là cái điều mà không thể chấp nhận được. Tiếp theo là chúng ta cần phải làm việc hết mình. Làm việc hết mình ở đây có nghĩa là cần phải chăm chỉ, cần cù và luôn có cái thái độ thành thật trong công việc của chính chúng ta. Niềm vui mà trái tim chúng ta thực sự cảm nhận được nó sẽ nằm ngay trong chính công việc. Dù là các bạn có thể có bỏ bê đi công việc, đi tìm niềm vui hay sở thích cá nhân, có thể là chơi bời đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là cái niềm vui tức thời thôi, chứ không phải là niềm vui thật sự. Và
cái công việc là thứ mà chiếm phần lớn trong cuộc đời mỗi người. Nếu chúng ta không thể tìm thấy cái sự thỏa mãn trong công việc thì cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, chính là sự nghiêm túc làm việc hết sức mình, cố gắng hoàn thành một thứ gì đó sẽ giúp bạn có được niềm vui và hạnh phúc mà không cái điều gì khác có thể mang lại được. Sự giàu có sẽ đến trong cuộc đời khi mà người ta làm việc hết mình. Trên thế giới này á, thì đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo sản phẩm thì có những người được mệnh danh là doanh nhân hay là nghệ nhân. Họ đã dành cả cái cuộc đời của mình để nghiêm túc và làm việc hết sức mình. Chính vì thế mà họ đạt được cái cảnh giới đó. Và nếu mà chỉ cố gắng chút ít thôi thì sẽ không thể nào đạt được. Hay là nói cách khác là doanh nhân, nghệ nhân không chỉ là những người mà họ làm việc mà có trạng thái tinh thần đạt tới mức rất cao. Những người có khả năng làm ra cái sản phẩm tốt thì có thể gọi là có trình độ kỹ thuật cao, nhưng mà chưa thể gọi là họ là nghệ nhân được. Vì trình độ kỹ thuật tất nhiên là phải ưu tú, nhưng trạng thái cái tâm của con người mới chính là thứ thổi hồn vào cái tác phẩm và là thứ khiến người ta cảm động, rồi mang lại cái cảm kích sâu sắc qua từng cái sản phẩm mà họ tạo ra. Đó mới chính là điều làm nên những doanh nhân, nghệ nhân, là điều không thể tạo ra được nếu mà không nghiêm túc và cố gắng làm việc hết sức mình. Bằng cách nghiêm túc làm việc của mình thì con người sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ở chính cái công việc đó và có thể hoàn thành cái trọng trách của người chủ doanh nghiệp. Ngay cả với những cái công ty vừa và nhỏ thì điều vô cùng quan trọng vẫn là nghiêm túc làm việc hết sức mình để bảo vệ nhân viên, bảo vệ khách hàng và cả gia đình của mình nữa. Tiếp theo là ta cần phải lặp đi lặp lại những nỗ lực nhỏ bé. Thì cái việc mà có những cái ước mơ, khát vọng lớn lao là cái điều mà quan trọng. Tuy nhiên là dù chúng ta có đặt ra được những cái mục tiêu lớn như thế nào trong công việc ngày, chúng ta cần phải làm những cái công việc đơn giản đến nhàm chán. Do đó cũng có khi là chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng giữa ước mơ và hiện thực vẫn còn một cái khoảng cách quá lớn. Nhưng dù trong lĩnh vực nào, để tạo ra thành quả rực rỡ, chúng ta cần phải không ngừng thực hiện những nỗ lực tưởng như là rất nhỏ bé và nhàm chán, như là không ngừng cải tiến, cải tạo, thực hiện những cái thí nghiệm cơ bản và thu thập thông tin, hay là tìm kiếm đơn đặt hàng. Đừng bao giờ quên là những điều to lớn không thể nào đạt được ngay từ ban đầu. Nó chỉ được hình thành khi có sự tích góp từng bước những nỗ lực nhỏ bé. Và việc lặp lại những cái nỗ lực nhỏ bé là điều vô cùng quan trọng. Trong cuộc đời của con người, để hoàn thành công việc, không tồn tại bất cứ một cái phương tiện nào có thể giúp bạn dễ dàng tới đích cả. Các bạn chỉ có thể là đi từng bước mà thôi. Những công phu và tích góp hàng ngày sẽ giúp ích cho sự tích góp những cái nỗ lực nhỏ bé nhàm chán. Công phu và sáng kiến tưởng chừng rất là khó, nhưng mà thật ra là chỉ việc cải tiến, cải thiện để ngày mai có thể tốt hơn hôm nay và ngày kia sẽ tốt hơn ngày mai. Cùng một công việc xếp đá thì bạn có thể là dùng chiếc xe để vận chuyển đá tới rồi xếp, hoặc là cũng có thể chuyển tay nhau rồi xếp. Chúng ta có thể nghĩ ra rất là nhiều cách khác nhau cho cái sao cho công việc của mình hiệu quả hơn. Và bằng cách áp dụng các công phu và sáng kiến vào trong công việc, dù là công việc đúng là có đơn giản và nhàm chán, nhưng mà ngày hôm nay nó đã được cải thiện hơn ngày hôm qua, và do đó là cái sự thú vị trong công việc cũng sẽ thay đổi. Và kết quả là điều này không chỉ khiến bạn cảm thấy khiến bạn không cảm thấy cái công việc nó trở nên nhàm chán, mà còn giúp bạn có những cái bước nhảy vượt trội hơn. Và đây là những cái chia sẻ của Quyên để giúp các bạn có được công việc vô cùng hiệu quả. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.